Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái bộ kem full size dành cho các dòng Kia Hyundai. Thì trên đây là cái bộ kem dành cho dòng Hyundai Tagazer. Ở đây là cái hộp khiển trung tâm, ba mắt kem kết hợp với mắt kem lùi zin thì nó sẽ tạo lên full toàn bộ xung quanh xe. Bộ rắc chuyển đổi trung tâm với màn hình và ba cái dây nối dài của ba cái mắt kem. Thì ưu điểm của cái dòng kem full size này, cái đầu tiên đó là các bạn không phải đấu nối dây xi nhan và dây tín hiệu kem trước, nó đều can bớt được từ cái rắc cắm chuyển đổi ở trên cái màn DVD này. Ưu điểm thứ hai nữa là ba cái mắt kem này nó cái chuẩn kem HD nên là chất lượng hình ảnh nó rất là nét. Và khi các bạn xem trực tiếp trên màn hình thì cái góc camera nó quay rất là rộng. Ưu điểm thứ hai nữa là cái dòng kem full size này nó tích hợp hoàn toàn trên cái màn DVD zin của xe. Đây là cái việc lắp đặt và dây jack là cắm jack hoàn toàn, không có thay đổi cái hệ thống điện đóm của xe cả. Bây giờ mình sẽ test trực tiếp trên cái con Tagazer này để các bạn xem về cái dòng kem ba mắt, dòng kem full size này. Rồi, đây là mình giới thiệu trên con Tagazer, thì cái này là màn hình zin của nó nha các bạn. Cái việc lắp đặt rất là đơn giản, ở phía sau màn hình zin nó có một cái dây đắt. Đó, các bạn chỉ cần cắm chuyển đổi qua, không phải đấu nguồn cũng không phải đấu tín hiệu kích. Đây là cái hộp khiển của nó này. Đấy. Cái này là mình cắm tạm bên ngoài để mình test và review cho các bạn coi. Đây là mình không có đi gọn. Các bạn nhìn thấy là cái việc lắp đặt cực kỳ đơn giản, cắm đắt chuyển đổi trên màn hình là xong. Và mắt kem thì bên gương phải có một cái mắt kem, gương trái có một mắt kem, và đằng trước ở chỗ mặt ca lăng thì đây là mắt kem trước, là mình để tạm đây này. Đấy, cái hộp khiển này, dây xi nhan từng bên các bạn không phải đấu nha các bạn, nó can bớt luôn. Rồi bây giờ mình test kích hoạt ở trên cái màn hình cho các bạn coi. Thì các bạn chỉ cần xi nhan bên nào thì kem bên đó sẽ hiển thị. Kem này là kem bên phải này, mình đang xi nhan phải. Đó, mình gắn tạm bên ngoài nha các bạn, mình chưa có gắn vào gương, không quan gương luôn. Cái này là bên bên trái này. À, cái mắt kem này như đang mình đang bị mình đang gắn sai vị trí. Đây là mắt kem trái này. Đấy. Và đá pha nhanh cái thì kem nó sẽ hiển thị lên. Đấy, đá pha này. Đấy, đá cái nữa này nó tắt này. Rất là hay nha các bạn. Thì đối với dòng kem này thì cái ưu điểm lớn nhất của nó là nó tích hợp trên cái màn zin. Thì đối với con Tagazer hoặc là các dòng Kia Hyundai đời mới bây giờ, cái màn zin của nó cũng rất là khó thay đổi. Cái màn zin của nó thiết kế rất là đẹp và tính năng cũng khá là nhiều, nó có cả các CarPlay á, thì đa phần các bác chủ bây giờ là muốn lên cái Android thì cắm cái cục Android box vào thì cái màn zin của xe chuyển thành cái màn có hệ điều hành Android thì sử dụng rất là tiện, nên là cái màn zin là cũng rất là ít người thay đổi cái màn zin này thành màn Android. Và cái tích hợp cái kem ba mắt này, các bạn để ý là cái góc quan sát của kem ba mắt rất là rộng, và khi mình xem view từng mắt cam như này đó thì cái việc quan sát cái hướng của từng bên nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Các bạn nhìn để ý nó không có ghép hình nha. Đối với dòng cam full size, dòng cam ba mắt này nó không ghép hình như cái dòng cam 360. Đây là khi mình xem từng mắt cam thì nó xem nó sẽ trực quan hơn và dễ nhìn, dễ lái xe hơn rất là nhiều. Chi phí của cái dòng cam ba mắt này cũng rất là rẻ. Giá so với dòng cam cập lề hoặc là cam 360 thì nó rẻ hơn. Cam cập lề nếu mà các bạn mà lắp đặt ba hướng như này á, cộng với thêm cái cục chuyển đổi thì chi phí của cái dòng cam cập lề nhiều khi còn cao hơn cái dòng cam full size này. Đó. Cái cam lùi thì nó vẫn giữ nguyên nha các bạn, cam lùi không có gì thay đổi cả. Đây, cam lùi đây. Tính năng của cam lùi là không có gì thay đổi, vẫn như zin.
chỉ thêm ba cái hướng bên bên phải, bên trái và đằng trước, đá xi nhan, à quên, đá pha một cái. Thì nó sẽ delay khoảng 10 giây. Nếu mà các bạn nào muốn tắt thì mình đá pha nhanh cái nữa thì nó sẽ tắt cam. Đó. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi kênh Cà Việt Độ Xe Chuyên Nghiệp.